Hello, mình là Ngọc Khánh đây. Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem những món ăn mà mình đã thử ở Phú Quốc nha. Let's go. Video phần 1 sẽ là về đồ ăn, còn phần 2 mình sẽ review qua về chỗ ở này, chi phí đi lại cũng như là đi chơi đâu ở Phú Quốc nhé. Ai mà đang chuẩn bị đi Phú Quốc thì hãy follow video của mình nha. Quán đầu tiên là bún quậy Kiến Xây, quá nổi tiếng rồi đúng không? Nhưng hai quán sau mình nghĩ là sẽ ít người biết hơn một chút đấy. Lúc mình đi ăn bún quậy là vào giữa buổi trưa, nó đông khủng khiếp luôn, đến mức mà có một cái bảng người ta ghi là đợi món 40 phút mà mình phải đợi hàng một tiếng lận đó. Quán thì hơi nóng và ngột ngạt đấy, nhưng mình vẫn cảm thấy ok la, coi như đây là niềm vui của mùa du lịch. Và cứ nghĩ đang có đồ ăn ngon đợi mình ấy thì cũng chả sao hết đâu. Trong lúc đó mình đi quay lanh quanh nha. Cái tô mình gọi là tô cay, gây nghiện, sorry. Và tô truyền thống, 55.000 một bát cộng với cả nước mía. Anh em nhớ phải gọi nước mía đây bởi vì nóng lắm. Tiếp tục vừa uống nước mía và đi pha nước chấm nhá. Thì ở đây nó là quầy tự phục vụ, mình sẽ tự pha cái nước chấm theo khẩu vị của chính mình. Mình sẽ cho muối, bột ngọt, đường, ớt và vắt thêm cả quất nữa. Đấy là công thức người ta chỉ đấy. Bún quậy này được cái chả tôm rất là tươi đây mọi người. Nếu người ta làm chả tôm không, làm chả thật là mỏng rồi chan cái nước sôi lên và quậy 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 cho nó chín. Và ta-da, đây là bát của mình nè. Cách ăn là mình sẽ dưới cái sốt vừa nãy mình pha lên rồi là ăn, bởi vì cái nước là nước sôi, nó nhạt thếch luôn. Nhưng mà cái chả tôm và bún thì rất là đặc biệt và ngon nha. Nên thử, dù nó không phải kiểu siêu ngon tuyệt đỉnh đâu, nhưng mà rất nên thử vì nó lạ lắm. Tất cả topping đến cả bún cũng rất tươi nên nó làm cho bún này ngon đó. Ok các bác ơi, chuyển ngay đến quán thứ hai thôi. Quán này là một quán hải sản nha, nó sẽ hơi xa trung tâm một chút, tuy nhiên rất là đáng. Đây là một cái nhà bè, tên nhà hàng là Thuận Kiều 2. Mình nghĩ là các bố mẹ sẽ rất thích bởi vì đi ăn ở đây hải sản siêu tươi. Người ta biết cách chế biến sao cho nó tôn được cái độ ngọt của hải sản mà không bị các vị khác lấn át đó. Khi gọi món chúng ta không đọc menu nha, và chúng ta ra hẳn ngoài kia để chọn hải sản. Không biết ước lượng theo cân như các mẹ đâu, nên là mình chọn kiểu cho em 4 con bề bề, 2 con sò mai kiểu như thế. Mỗi thứ một ít thôi rồi sẽ cân lên và tính tiền. Mọi người nhìn thấy mấy cái miếng xốp nổi lềnh phềnh không? Thì đấy là giá tiền cho một cân đấy. Ăn hải sản ở Phú Quốc được cái là ngon nhưng mà không hề rẻ nha. Bề bề này có loại hẳn 750 một cân ạ, nhưng mà nó ngon và nó to lắm mọi người ơi. Ai mà đi đông cả gia đình ấy có thể gọi lẩu cá mú. Mình tiếc quá mình chả được ăn, mình đi có hai người à. Và thật sự nha, dù quán đông nhưng mà mình vừa mới ngồi xuống một tí mà đã có đồ ăn ra rồi. Món ghẹ ra đầu tiên, mình ăn ghẹ ở Hà Nội nhiều bị mất niềm tin vào ghẹ, nhưng mà ăn ghẹ ở đây nó siêu ngon và chắc thịt, nhiều thịt lắm. Đồ hải sản ở đây ăn cứ ngọt ơi là ngọt ấy, kể cả ghẹ vẫn bề bề thì mình đều chọn size M, ý là size giá tầm trung ấy. Món signature của quán là bề bề cháy tỏi, trời ơi ai mà đến quán này mình bắt buộc phải gọi món này, ngon lắm. Bề bề to, bóc dễ mà người ta đã cắt sẵn cái dọc hai bên của nó rồi, cùng với cả rất nhiều tỏi phi. Sốt nó kiểu hơi ngọt, thơm mùi cháy tỏi, mà bề bề của mấy con có cả trứng cơ. Thôi nói chung là chấm hết, phải gọi món này. Sò mai với cả ngao hai cồi nướng mỡ hành cũng ngon, tuy nhiên thì quán sau mình chỉ mình cảm thấy người ta nấu ngon hơn một chút. Bill của bọn mình hơi nhiều bởi vì cũng gọi hơi nhiều một tí để được thử các món. Và gọi hơi lố phần mực hấp nữa, chồng mình thì ăn mực thôi chứ mình chả thích ăn mực gì cả. Dù mực ở đây nó dày mình ăn cũng khác biệt lắm luôn đấy. Đấy là sở ghét của mình thôi chứ không phải món mực không ngon nha. Thì tôi khi ăn no, rất béo, rất chi là béo. Bây giờ đang hoàng hôn rất là đẹp luôn á. Nắng, đây là golden hour các bác ơi. Ui, mà trời đẹp lắm á. Ngày tiếp theo rồi, bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đi ăn hải sản nhé. Quán hôm nay mình ăn là một quán mình tự thử vận may của mình thôi. Thấy bảo là quán xin chào sẽ rất ngon, nhưng mà mình tự tìm được một cái quán này gọi là quán ớt ngọt. Ở trên đường Trần Hưng Đạo này, kiểu bọn mình đi xe máy, thấy quán nào ok thì sẽ vào luôn. Món đầu tiên mình gọi là một món đặc biệt của Phú Quốc, đó chính là gỏi cá trích. Lúc đầu hai đứa cũng phân vân không biết là có ăn được không. Nhưng mà khi người ta bê ra ấy, thì chúng mình phát hiện nó không phải cá trích nguyên bản mà nó đã được bóp rồi, bóp gia vị rồi. Có hành tây, có vừng, có dừa, nó kiểu toàn những cái gia vị bùi bùi. Ăn không cũng rất ngon rồi mà không thấy vị cá luôn ý. Ai mà không ăn được sashimi mình nghĩ vẫn ăn được món này. Chồng mình thì không thích ăn mấy kiểu sống sống này, thế nên là chỉ thử mấy miếng thôi và cũng khen ngon nha. Và mình được ăn hết cả đĩa, tuyệt vời. Bill hôm nay chưa bằng một nửa bill hôm qua luôn, mà tất cả những cái món này đều rất là ok. Một món đặc biệt tiếp theo đó chính là ốc voi nướng. Người ta có cho thêm một chút sốt gì ở bên trong con ốc ấy, nhưng mà nói chung là tại vì con ốc nó đã rất ngon rồi. Nó kiểu dai dai dẻo dẻo mà ốc voi mà, nên nó to cắn đã răng lắm. Nói chung mấy món đều vừa miệng trừ món nộm bị chua và cay quá.
ăn cũng đã đời mà bill tầm 600 các bác ạ, khá là vừa túi tiền đúng không? Tối nay nè, hôm nay chúng mình dẫn nhau đi ăn bò, bò nướng than nha. Let's go. Quán hôm nay tên là Bò Tơ Quán. Các bác không thể tưởng tượng mà nó đông như nào đâu. Các quán khác mình thấy lượng khách trung bình ấy, nhưng mà quán này nó phải gọi là đông nghịt. Và đương nhiên nha, những quán mà đông thì không thể nào mà chán được. Chúng mình đã quyết định thử và kết luận nó ngon là một và nó rẻ là hai nữa. Mình gọi set 399 cho hai người và khi người ta bê ra, trời ơi cái miếng thịt của nó to. Cái phần thịt này nó kiểu ở các bộ phận khác nhau của con bò mà mình không nhớ rõ nữa. Mình gọi thêm hai đĩa rau, một là salad bình thường, thứ hai là món bê bóp thấu này. Trời ơi nó rất ngon. Mình gọi là món rau vì sao? Vì nó chỉ có một ít thịt ở trên thôi. Nhưng mà dù sao cũng vẫn rất chất lượng nha. Cái sốt của nó như là sốt Thái, người ta bóp đẫm gia vị, hành tây không hề hăng cùng với các loại rau gia vị khác nữa. Về phần thịt bò tơ thì sao, nhìn cái miếng nó to thôi, xong người ta sẽ thái ra, trời ơi nó mềm lắm, rất chi là ngọt nước luôn nha. Mọi người nhìn thêm miếng thịt của nó này, nó cứ ú ụ, nó dày mình cực. Ra đây là lần đi ăn nướng than sau 3 năm mình chưa đi ăn lại. Bình thường mình thấy ăn nướng than nó cứ không thích lắm ấy, nhưng mà thịt ở đây cực kỳ tươi nên là ăn rất ngon. Phần gân với cả phần da thì nó ăn dai dai dẻo dẻo ấy. Cái sốt chấm thì chán lắm mọi người ạ, nhưng mà cái thịt người ta ướp đã ngon sẵn rồi. Quay lại cái gỏi bê cho mọi người xem, ở dưới toàn rau thôi. Nhưng mà mình rất thích ăn phần rau, rau này ăn với cả cái đồ nướng vừa nãy thì tuyệt vời. Đỡ ngán hẳn ấy, nhưng mà so với khẩu vị của mình nó hơi mặn một chút. Nếu mà dặn được bếp thì tốt. Thực ra đi hai người mà gọi như này hơi nhiều, mình nghĩ là bốn người sẽ ok la. Nhưng có một lưu ý đó chính là quán rất đông, là không tránh khỏi việc phục vụ chậm đâu. Nhìn mặt các bạn nhân viên hơi mệt mỏi một chút. Nhưng đối với mình thì hoàn toàn có thể thông cảm và mình vẫn thoải mái với điều đấy. Xong rồi đấy, về thôi, lúc đi hết mình, lúc về hết hồn luôn. Tối hôm đấy Phú Quốc lạnh lắm nên là không mưa, nhưng bọn mình vẫn phải mặc áo mưa ấy. Bye bye. Ăn no căng rồi thì hai đứa về bể bơi của khách sạn nằm chill một tí. Anh em nhớ là đừng bỏ qua cái phần 2 của vlog đi Phú Quốc của mình nha. Mình sẽ review kỹ hơn về các cái khách sạn mình ở. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình nha. Và đừng quên like, share và subscribe video cũng như là kênh YouTube của mình. Bởi vì sắp tới mình sẽ lên rất nhiều vlog mới đấy. Bye bye mọi người nha.